Tiện xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Giờ là Tiện với lại Hiếm Ba sẽ đi bán cá cả nhà ơi. Mới vừa giăng lưới vô nè, cá nhiều quá à. Nhà ăn không hết cho nên là mình sẽ đi bán nha. Nội ơi, lấy gỗ bắt cá ăn nè ơi. Qua đây cho mát. Hiếm Năm ơi, mua cá không? Mua cá không Năm ơi? Qua đây nè Hiếm Ba. Hiếm Ba, cá gô phi, cá gô đồng, cá sặc, cá gì nữa? Cá liệt cười đỏ. Cá gì nữa đó? Cá kỳ đỏ. Bảy ơi, cá không Bảy ơi? Cá rô đồng nè, ngon lắm. Cá mẹ ơi, mẹ đã mua hồn. Cá đủ cá. Cá đủ cá hết trơn á. Ừ, cá đủ. Cá đủ. Hiếm Ba cho bà một cá gô phi nhỏ kìa. Ủa Hiếm, Hiếm Năm. Cho bà gô phi nhỏ nào bà bằng khôn. Có làm gì làm? Mua không rồi, cho nó núp núp quà. Mua rồi hả? Mua rồi thôi. Dạ, cá sạc bự bự không Bảy? Thấy thấy thấy. Đây chụp phim con ơi. Hai con chó. Hai con chó kìa. Các bạn. Ê, xuống áo, cho chú khác. Xuống áo, lấy rồi vậy ba bắt cá rô. Cá rô phi kìa, nội lựa đi, có cái cá nào đó nội bắt. Cá này cho Bảy đi. Cá lớn được ha. Cá sạc ha. Cá sạc ăn chua cũng ngon. Cá lớn được ha, hai con ha. Cá sạc trứng không á. Rồi, hai con luôn. 50 ngàn. Cá sạc đi. Con cá không rồi bắt vô đi. Ừ. Mua nửa ký cái gì? Ký. Ký luôn hả? Ký là hết khao cái sạch mình rồi đó. Thiệt hả? Ừ. Muối chiên ngon. Chiên ngon. Muối chiên, nấu ừ. Chua. Nấu chua. Nấu chua cũng ngon nữa, nấu mặn đó. Đây. Để cái căn ngay chưa? Nó vô đồng lóc. Trời ơi, hai cái con. Chưa được ký đâu. Hết cái gỗ mình á. Lóc ra ngoài luôn rồi kìa. Cái sạch nó nhẹ lắm. Ủa gì hả? Cái sạch nhẹ hẳn á. Ừ. Cá sạc này bán 70 ngàn thôi. Ừ, nhiêu con này kìa, dễ gì hết. Cũng hết hả con? Lấy con bự đi. Trời ơi, cá gô đâu lóc đây à? Cá gô trong thao nè, nó lóc kìa. Má đưa đây con mặn luôn cho. Nè, mày mặn luôn đi. Hiếm Ba giật cái bọc cái giùm mới Hiếm Ba. Buông ghé nó nhảy hoài nè. Cá sống á. Hết thiệt đó, nhìn là biết hết thiệt. Rồi, ký. Rồi, để chung với cái gỗ. Dạ. Rồi. Không, của nội cho nội, không lấy tiền. Cho ba nữa. Dạ, 7-50. Rồi, đây. Rồi, cảm ơn Bảy nha. Hiếm Năm. Bưng vô chút xíu. Nè, nằm dạ. Ba, ba có đồ có cá hả? Tôi lấy cái gô nhỏ này không? Trời ơi, con bót với con ngáo. Bọc cá gô phi kìa, có cho vịt cho gì ăn không? Lấy cái gô phi nhỏ này cho nè. Dạ, lấy cái nhăn. Tôi bán đó đó, ai lấy em rồi. Thôi. Bà cá này bà làm gì ăn, cá gô phi hả? Chiên cái gì? Chiên tư, nội là phái chiên tư lắm. Giờ là Tiền với lại Hiếm Ba sẽ đi dạy vô đường nha cả nhà. Bóp bị đi gượt gà hoài nha. Hiếm Năm bà bắt con bóp bà xử nó luôn đi Hiếm Năm. Bến con rồi gặp rồi nhảy. Sợ rồi chạy rồi. Cũng còn được mớ cá sặc này. Nửa ký. Cả nửa ký lô cái gì. Kìa kìa, ảnh đi theo kìa, ảnh kìa là sao hoàng Hiếm Ba. Cảm ơn à. Lát gặp lại cái đảo lại à. Nay bà bầu đi bán cá nha cả nhà. Mới được đầu tiên là được 50 ngàn rồi đó. Nhân nắng chưa giờ. Cái tay mà đi giờ 50 ngàn thì không đủ mua. Đắp lên được bên rồi đó, cộng bên nữa. Cộng bên đúng không? Rồi bắp ung tư kìa. Ừ, về chỉ mua dữ. Hai. Một đám đầu tiên ha, xẹp hết nửa đám. Tới đám mưa thứ hai, quất đi nguyên đám luôn. Trời ơi, chẳng phải mừng, mới chạy kìa. Hỏi anh gặp người lạ là anh đi về bây giờ nè. Gặp ai lạ là không dám vô. Ui da. Cá mà Sáu ơi. Cá ông Năm ơi, cá gô, cá sặc, cá gô phi. Có hả? Trời, đi dạy xuống luôn. Cá không chị ba? Bảy. Gì hả? Ê, đem về ăn mà. Cá đi, cá đi. Nói ai hỏi rau à, ngóng rau. Cà phê kêu bác mẹ mua cá đi cà phê. Dạ cá ngon, cá gô phi, cá sặc. Cá sặc, cá rô đồng. Cá rô đồng. Đây. Đâu có nè.
sống nhăn gan luôn. Mấy con bự nít ngọt chết. Bảy cá bảy ơi. Rồi cái quay lưng lại đây, mình ngồi đây chợ ngon bán luôn. Bên đây cá rô phi. Đây. Cá này của Thơ, cá của Thơ ơi. Cá rô phi. Cá rô phi, cá rô đồng. Mua cái sạch cho bác Tư qua còn nửa ký vậy nè. Tôi. Ăn ai? Bọc mày. Đưa bọc kìa Thiên. Ăn bắp biển cá hả? Đưa bọc kìa Thiên. Cá sạch. Đây. Cá sạch ta bắt mối rồi đó. Ừ. Nè, mua giùm bà đi. Cá sạch với cá rô này 50, cái này 70. Ô cá sạch cho bà ba dặn đó. Cá rô phi này dặn cá bự 20, cá nhỏ 10.000 thôi. Cá phi quá không? Cá phi này bán nhiêu ký? 20.000 ký. Cá nhỏ 10.000. Rồi bà mua không mua để cho bà 7 mua đi. Nửa ký. Cá sạch lạc. Bà Tư có mua không? Không mua thì mình bắt cá sạch. Vậy 7 mua cá sạch đi. Bây giờ ai có mặt ăn đi chị. Để hồi đổ qua đó lại ới đem về nhà rồi gọi rồi hai người ăn không hết gán chịu. Bởi vậy. Cái bà này không có mua cái gì. Cái bà bán cho bà đâu. Ừ ngộ thiệt á. Ừ. Rồi 10. Bắt mấy cái gồ hết luôn em. Mỗi ký. Cá sạch không phải không? Cho mình con cá vô gồ này đi. Văn lưới. Khoảng cá gồ đó đó hả? Văn sáng giờ nè, đen tái trơn nè. Bự ghê luôn. Nè bà thấy không? Văn lưới cực khổ ghê không? Đen thui hết trơn rồi. Đen luôn rồi. Đây, bắt 350g. Bắt bấm đi hả? 350. 350g là 350. Này bắt em cá gầm vô luôn nè. Cho em cá gầm luôn, tặng luôn. Ký là hơn cá gầm đó là nửa cái hơn nửa ký. Đâu rồi, qua coi nhiêu rồi. Sợ hai người luôn trời. Thôi tính nửa ký thôi trời ơi, 25 sình. 5.000 thôi. Móc tiền đô đi me ra nhé nha. Ai mới móc bán là đem kéo mặt. Ừ, rồi. Cá rồi mà. Đây, hối 25.000. Tính tiền bán 2 này của ai vậy? Từ thò đưa đó. Vậy hả? Bọc cá rô. 350 gram là nhiêu? Nhiêu ăn cam? 7. 7 lần 3 21. 21 với 3.000 nữa là 24.000. Rồi. Chẳng 30 được không? Tính cho tính chẳng 20 chứ. 24.000 đưa 30.000 bo 6.000. Ta đi rồi, tay chân ta hẻo dít trơn, bớt với bà 4.000 lỗ luôn à. Đây, hối 1.000 luôn. Cảm ơn năm nha. Nhóm luôn hả gì? Cá bà ba ơi. Cá bà ba ơi. Có cá kỳ đỏ nữa nè bà ba ơi. Dạ. Ơi, biết cá này cá gì không? Cá lòng tông có, cá phi ăn tiếp con cá phi đi. Ăn cá không? Nướng ăn ngọt lắm bà. Về xuống đi, về xuống mấy người lò sấy xuống bọc ai ăn không? Ừ, bưng dẫn bọc á. Ừ. Rồi đi, cảm ơn hết nha mấy người đẹp. Rồi đi dài xuống nha cả nhà ơi. Bắp kìa. Cá không? Ai mua cá không? Bắp rồi. Chị lấy cho em 5 trái bắp chút em quay về lấy. Dạ 5 trái lựa non non con á. 6 trái đi. Trái 15. Vậy hả? Trái 15. Vậy thôi lấy 4 trái gửi đi. 4 trái gửi. Nguyên một nồi bắp luôn cả nhà mất hai bẻ nấu. Dạ 6 trái đi. 6 trái 10 nhiêu 30 hả? Ủa bà Sáu mua gì dữ vậy? Vậy hả? Trời. Rồi đi. 6 trái 20.000. Trả 19.000. Cá không chú ơi. Dài xuống cả nhà ơi. Mấy chú ăn cá mấy chú. Cái gì dạ cá vô cá rô phi. Cái rô đồng kìa. Ăn cái rô đồng không? Cái rô đồng ngon lắm. Cái rô phi. Rô phi. Văn lưới đó. Văn lưới. Sao ở trên ba con rồi để. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết bằng dẻ. Mua đó đây về muối ăn. Lấy hết luôn đi. Cầm đi. Hết luôn ha. Hết luôn đi bán rẻ trong luôn. Vậy rồi mua tiếp nha. Dạ. Bọc nè. Có bọc bên đây nè. Bọc này ướt nè mấy. Được. Ướt nè, mà trời mưa vậy đó ướt. Cho bán cá luôn đi. Mấy cá này nó cũng còn nhỏ nhỏ không à. Bán chú. Chú đó, đó có cá trắng lận 3 4 con, 5 mấy con nè. Cá đó không biết cá gì nữa, cá kỳ đỏ, cá gì đó không biết nữa. 5 con. Không biết cái gì luôn á. Đây. Còn cá nào đâu không biết. Cần nè, cần mấy cái đó qua luôn đi. Cần mấy cái này qua mấy luôn mấy nha. Mấy cái đó qua luôn nha. Cá này cũng cái con ngựa đó.
Không, nó có cái kỳ chỗ này nè. Nè lấy cái này canh cho chú trước, cá chết rồi đi em ba, giục mấy cá đó vô luôn không? Mấy cái này bán rẻ hơn mà đó, muốn không? Thôi để riêng đi. Để riêng đi. 400g. Cái này rẻ hơn chút nữa. 4 lần 5 là 20.000. Cái này bán 20 thôi. Cái này 20.000 ký phải không? Ừ. Cái này là như 400g nó đi 450g mà tính 400g thôi. 6.000 phải không? Còn con đâu mẹ ơi, còn nữa. Rồi nửa ký luôn, hơn rồi. Nửa ký nha. Nửa ký thì 10.000, 10.000 dưới này 20 nữa là 30. 30.000. Mấy cái bọc này nữa ơi. Phi bự 20.000, phi nhỏ 10.000. Ôi chết rồi hả? Bán 10.000 ký luôn. Giờ bán về sớm luôn mà. Căng cái gô chổng đi. Phan, dạch cái bọc ra hoài nó không ra nè. Không ra hả? Nè. Mới chết đó. Mà để lâu nó ngộp, bỏ một bọc luôn nè, căng luôn. Mới bọc đi. Hai con nữa hả? Một muối. Muối gì đi. Muối mà chết ăn nó ngon. Muối bằng mặn với cơm nóng ngon. Chiên giòn. Ký gửi chưa? Ủa dạ. Mấy cái mớ ốc à. Thêm đi chị, chẳng ký gửi đi chị. 15.000 bạc. Đủ chưa? Mấy cái từ à, nội ơi. Con này mấy cái gửi quá. Rồi, ký gửi. Cái này nhỏ nhỏ không bán 60 đi. 15. 7 lần 6 42.000. 42 với cái nãy nhiêu em ba? 10 với 20 30 phải không? 42 là 70 72.000 chú. Rồi để cho. Dạ. Ăn 70 được rồi. 70 đó. Nói 5.000 cho chị Kiều đi. Rồi tính chú 70.000 luôn. Đến bán lời chồng. 60. Dạ, 60. Cái nhỏ cái trước dạ. Bán mà 70 hay lựa nhỏ bán 60. Rồi đây con gửi luôn. Ở dưới chắc đau là 120.000 ký đó. Đâu có gì mai đâu vậy. Đặt dạ. Hầu con nhúc. Con văn lứ. Giặt dơ, quên văn lứ chứ không phải đặt. Không phải đặt, mình có trả lời đặt. Trời ơi, còn cá kỳ đỏ nữa kìa. Còn cá kỳ đỏ nặng trọng luôn đi. 5.000 nữa. Nãy giờ. Còn mấy cá này nhỏ nhỏ không à. Đi về dưới đi, có ai mua không? 10.000 ký, 10.000. 2 ký, 20.000. Rồi, đi về. Ủa đi dài, đi dài xuống. Còn cá bắt đầu nha. Đi về rồi. Ở giờ là bán cũng bộn nè, thấy không? Cá gom nó có tiền. Chứ bán mấy cá cục phi này có mấy ngàn đâu. Cái gì mà để trong nhà giữ xài ta? Xài ra. Xài mà để đóng cái đó đó hả? Xài nó rụng nè, đầy đường nè. Đem xuống rồi bán cho mấy bà xưởng bọc nè. Cá không? Mập. Cười vậy? Mập nó không ăn cá, nó ăn thịt không à. Trời ơi, xài kìa. Xài của bà Sáu kìa, thấy không? Xài bà Lộc đó, cá dữ không? Quặng cây luôn. Cho chút chút không bự nhiều cá. Không, vậy đó ngon lắm. Bự quá ăn nháo nhẹt. Cá không? Nay mấy bà có mặn không nữa? Vô chéo rồi. Tay thì hết đó nha, còn có mấy con còn à. Mấy con cá con phi à. Bỏ vậy ra chậm tay là hết đó nha. Cá con phi không mà cá còn phi cá không phi mà có 2 ký nó hết rồi. Bán 10.000 thôi. 10.000 ký thôi. Cá nó cũng nhỏ chứ nó cũng không được bự đây, không đây. Còn có nhiêu hết rồi đó, còn có nhiêu à. Chia nhau sống đi. Chia ra đi, 2 người đó. Chia ra sống. Chia ra 2 người phải không? Rồi. Vậy chứ giờ không lẽ người 2 con. Bởi vậy. Ổn đời không? Dạ. Chia ra đi. Em mua bắp rồi chị. Dạ. Không gặp. Để anh căng đây rồi chia ra. 800g mà đây xuống đi. Dạ. Chúng ông mày được nhiêu nó chia ra. Ông mày được 1 ký. 1 ký. 8 người 900 bỏ qua đi. Thôi cởi đi, chị gửi ký đi. Ký 10.000. Rồi. Còn này 800g 8 ngàn. Thôi là 40.000. Rồi út 8 ngàn.
Chuyến sau ăn đi. Thôi đã sao đi chị ơi. Này tao bán cá nhiều rồi bà, tới hai thao hai gũ luôn thấy không. Cảm ơn hết nghe ốp với chị. Xuống đây lên phải không? Vậy hả? Ta gặp cá rô phi ta chạy úp phái cá rô phi à. Nó có. Trời ơi chết rồi, trên này chết rồi. Không biết có hay không nữa. Ta bắt từ dưới này lên đi. Vậy không? Tôi quất cho mày mấy ký lô luôn. Vậy ha. Nói một xời nhiều lắm. Một xời nhiều một thao luôn đó, có cá rô đồng nữa, cá sặc nữa. Cái gì cũng ủng hộ cho. Cơm thôi, không có. Đừng dặn qua để đằng sau lơ xuống đây trước. Dặn không dính đó. Hồi nãy là nhiêu đem theo vốn nhiêu ta? Ai biết được ngoài nãy. Hình như là có 8. Cái nào cũng ủng hộ cho. 70.000 à, vốn có 70 à. 70 bỏ ra 70. Bỏ ra 70. Bán được nhiêu? 50. 100. 101. 108. 109. 200. Mới đúng mua đồ ăn ăn rồi. 200, 24, 6, 8, 10. 212.000 nha cả nhà. Số tiền này thì ngày mai là tiền sẽ mua đồ ăn để mà về bồi bổ sức khỏe cho gia đình nha. Đó. Hôm nay á thì bán cá rất là đắt luôn nha cả nhà ơi. Trước đây mà người có người không người có người không nữa. Thì tiện với lại Hiếm Ba thì cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hôm nay thì bán được 212.000 tiền cá nha cả nhà ơi. Cảm ơn bà cô chú anh chị lúc nào cũng luôn yêu thương và ủng hộ video của gia đình Tiền. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bà. Dạ. Khiêm bún. Dạ ăn đi, con mua bắp rồi. Có gì bà chảnh lấy bắp nữa. Rồi đi Hiếm Ba. Về. Yeah.